Sao mình tới đây ta? Cậu làm sao vậy? Nè, Đình Huy, cậu uống bao nhiêu rượu vậy? Có biết bản thân đang bệnh không? Sao anh cứ cằn nhằn như cái tên Thiên Bảo á? Tính ra tôi đang quan tâm cậu luôn á. Tôi không có nói anh. Tôi nói cái tên Thiên Bảo cơ. Ừ. Mà anh biết Thiên Bảo là ai không? Thiên Bảo là mình đúng không ta? Thiên Bảo là tên suốt ngày cằn nhằn, lúc nào cũng cằn nhằn, còn thích hơn thua với con nít nữa. Cậu ta làm gì cậu? Anh ta bắt nạt tôi, anh ta la tôi, mắng tôi. Tôi cũng là con người mà. Để tôi nói với cậu ta, không được ức hiếp cậu nữa. Thank you very much. Thôi, đi ngủ đi. Điện thoại đâu rồi? Đưa điện thoại đấy. Điện thoại của tôi mà. Alo. Ngoại ơi. Con này. Con khỏe. Khỏe re. Ngoại ơi, con thương ngoại lắm. Nhưng mà con xin lỗi, con nói dối ngoại. Con làm gì có đủ tiền. Nhưng mà không sao, con có tiền cho ngoại đi bác sĩ, có tiền mua thuốc luôn. Có mấy chị đẹp á, họ giàu lắm, họ cho con tiền. Con ráng tiết kiệm được là con đủ tiền cho ngoại chữa bệnh rồi. Ngoại ơi, sau này nếu ngoại khỏi bệnh rồi, con đi làm, con trả họ ngoại nhé. Ơi, con không lớn nữa có được không?